Dạ em xin chào các bác các anh, lại quay trở lại với kênh của em, đó là giày Si Sài Gòn ạ. Shop em hôm nay lại tiếp tục sale đồng giá 399k free ship toàn quốc cho các bác nha. Rồi mẫu đầu tiên em giới thiệu cho các bác đó là một em giày lười khá là đẹp luôn các bác ơi. Da của em này thì nói chung là quá đẹp luôn ạ. Màu nâu đậm các bác nha. Màu nâu mà dòng này thì có thể phối quần tây hay là quần jean, quần kaki đều ok hết các bác ơi. Đó, em này còn đẹp lắm. Và bộ đế của em nó thì đã được khâu jean của em nó luôn các bác nha. Đã khâu rất là chắc chắn rồi. Đó, rất là xịn sò luôn. Da của em nó thì miếng chê các bác ơi. Da bên trong này phun da toàn bộ luôn này các bác. Trời ơi, nguyên tấm da luôn các bác nha. Lòng trong còn rất là đẹp luôn. Đó, em này thì có size chuẩn đó là size 42 ạ. Size 42. Và mã số chốt hàng của em này đó là H50. H50 size 42. Em bán là 399k free ship cho các bác luôn này. Trời ơi, quá đẹp, quá rẻ cho một em giày quá mới các bác ơi. Em chỉ sale đúng duy nhất một tuần thôi. Đó. Bác nào mà lựa được đôi nào thì alo liền cho em nha. Em có thể đi đơn cho các bác trong ngày luôn nha. Rồi, tiếp tục em qua mẫu tiếp theo. Rồi, tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây công sở nha. Đó, một em màu đen, một màu truyền thống của các bác nha. Màu này thì các bác lên đùn tây hay là đồ vest thì khá là ok rồi. Em này thì form dáng của em nó thì khá là đơn giản rồi các bác. Đó, thiết kế của em nó điểm nhấn là hoa văn ngay chỗ mũi nè, hình cánh bướm các bác nha, rất là đẹp luôn. Và bộ đế của em nó thì được thiết kế bằng một bộ đế da khâu đã có chống trơn sẵn rồi các bác nha. Đó, đế cao tầm 3 phân thôi. Em này thì dáng của em nó là dáng thon gọn các bác nha. Bên trong của em nó thì có một lớp lót và dập thương hiệu bên trong rất là xịn sò luôn các bác ơi. Đó, em này còn rất là đẹp luôn các bác nha. Và size chuẩn của em đó là size 41 ạ. Size 41. Mã số chốt hàng của em này đó là H47, size 41. Em bán là 399k thôi các bác ơi. Quá đẹp, quá rẻ cho một em giày đến từ Italia. Bộ đế da thì quá đẹp rồi. Đó, bác nào mà ưng và lựa được mẫu nào thì alo em liền nha. Em sẽ chốt đơn cho các bác sớm nhất luôn nha. Rồi tiếp tục em qua mẫu tiếp theo. Em lên cho các bác một em giày tây màu nâu đậm các bác nha. Màu này dạng như màu cà phê các bác nha. Rất là xịn luôn nè. Màu này rất là dễ phối đồ các bác ơi. Rất là sang luôn. Đó, màu nâu đậm các bác nha. Thiết kế của em nó thì mặt da khá là láng mịn rồi. Da của em nó là da bò bóng nha. Bóng cũng không phải là dạng nhà bóng loáng đâu. Bóng là kiểu như dạng bóng mới ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Dòng này thì các bác ít phải đánh si hơn là những em da lì. Da lì là phải đánh thường xuyên em nó mới bóng. Da này các bác chỉ cần lấy khăn khô thôi, lau qua em nó cũng đã mới rồi. Đó, bộ đế của em nó thì đến từ thương hiệu Tandy. Bộ đế các cao su các bác nha. Tandy đến từ Hàn Quốc các bác ơi. Và em này có size chuẩn là size 41. Size 41. Bên trong của em nó thì có một lớp lót còn khá là đẹp nha. Khá là êm các bác ơi. Đó, bên trong thông số đầy đủ 260. Tương đương bác nào mà trên 41 thì ok nha. Và mã số chất hàng của em này đó là H41, size 41 luôn. Và em bán là 399k free ship cho các bác nha. Quá đẹp, quá rẻ các bác ơi. Nhanh tay chốt đơn đi nào. Đó, được free ship toàn quốc luôn các bác ơi. Đó, quá đẹp, quá rẻ cho một em giày tây mà xịn sò các bác ơi. Mã số chất hàng của em này là H41 các bác nha. Bác nào mà lựa được mẫu nào thì alo liền cho em nha. Đó, rất là đẹp luôn. Mã số chất hàng của em này là H41. Em bán 399k thôi, free ship cho các bác luôn nè. Rồi tiếp tục em qua mẫu tiếp theo. Tiếp theo em lên cho các bác một em giày tây công sở nữa. Em này thì các bác nào mà không thích mà hoa văn cầu kỳ thì em này form khá là thon gọn luôn nè. Form trơn khá là đơn giản rồi các bác nha. Đó, bộ đế của em nó này các bác còn rất là đẹp luôn. Bộ đế xốp nha, đến từ thương hiệu Hawkin. Ồ, Hawkin đến từ Myanmar các bác nha. Một thương hiệu nổi tiếng của Myanmar. Và dòng này thì siêu nhẹ luôn các bác. Rất là nhẹ luôn đấy ạ. Bên trong của em nó thì có một lớp lót khá là đẹp luôn ạ. Đó, quá xịn sò luôn. Size chuẩn của em này đó là size 41. Và mã số chất hàng của em đó là H48, size 41. Em bán là 399k free ship các bác ơi. Đó, quá đẹp luôn ạ. Bác nào kết em này thì gọi điện liền cho em nha.
Số điện thoại thì em có để trên màn hình rồi các bác ơi. Các bác có thể gọi điện trực tiếp hoặc là chụp màn hình và gửi qua số Zalo cho em nha. Mã số xuất hàng của em này là H48 các bác nha. Size 41 rất đẹp luôn. Siêu nhẹ, dòng này rất là nhẹ nha. Em cầm lên tay em cảm giác rất là nhẹ luôn đấy ạ. Rồi tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây mũi vuông nha. Đó. Em này thiết kế là mũi hơi vuông các bác nha. Đó, hơi vuông, dòng cổ điển. Đó. Form này là form Nhật các bác ơi, form Nhật nha. Em này thì dành cho bác nào mà chân 39 mà bề ngang to nha. Còn nếu mà chân ốm ốm thì mang em này thì nó hơi lệch ạ, tại vì đôi này là bề ngang nó sẽ to. Đó, và bác nào mà ốm ốm thì mang thì cũng không hợp đâu. Bác nào mà thấp thấp nhưng mà tròn tròn thì mang em này thì quá hợp lý rồi ạ. Đó, tại vì em này là to bề ngang các bác nha. To bề ngang á, dáng hầm hố á. Đấy, cho nên mà bác nào mà chân 39 mà chân tròn thì em này ok hết nha. Đó, bộ đế của em nó bộ đế da rất là đẹp luôn các bác ơi. Đã được khâu rất là chắc chắn rồi. Em này là bộ đế da đến từ Italia. Và bên trong của em nó thì có dập logo thương hiệu bên trong, hơi mờ chút xíu thôi chứ còn rất là đẹp ạ. Size chuẩn của em này là size 39 thôi các bác nha. Size rất là bé luôn. Đó, dáng của em nó là hơi hầm hố tại vì dáng mũi vuông này các bác, hơi hầm hố chút xíu nha. Đó, bác nào chân tròn tròn thì em này ok lắm luôn. Đó, mã số chất hàng của em này đó là H53 size 39. Em bán là 399k free ship cho các bác luôn nha. Quá đẹp, quá rẻ cho một em giày tây mới là đẹp lắm các bác nha, đến từ Italia luôn. Đó. Rồi tiếp tục em qua màu tiếp theo. Rồi tiếp theo em lên cho các bác một em giày tây. Màu của em nó cũng là màu nâu đậm các bác nha. Màu nâu đậm phối vàng bò dạng hơi loang loang màu các bác nha. Hai màu loang loang á, rất là đẹp luôn. Dòng này thì các bác lên quần tây hay là quần jean, quần kaki đều ok nha. Và dòng này rất là nhẹ luôn, da rất là mềm các bác ạ. Da rất là mềm luôn nha. Bộ đế của em nó được thiết kế bộ đế xốp nè, và đến từ thương hiệu Tandy. Tandy của Hàn Quốc các bác nha. Bên trong của em nó thì có dập thương hiệu bên trong luôn, thương hiệu Tandy dập bên trong và thông số đầy đủ nè. Made in Korea, đó, của Hàn Quốc các bác nha. Em này em cầm lên tay cảm giác rất là nhẹ tay các bác ơi, rất là nhẹ luôn. Mã số chất hàng của em này đó là H44 size 42. Em bán là 399k free ship cho các bác luôn nha. Bác nào mà lựa được đôi nào thì alo liền cho em nha. Đó, alo liền và em sẽ chốt đơn cho các bác và đi đơn trong ngày luôn nha. Quá đẹp, quá rẻ các bác ơi. 399k free ship nữa chứ. Quá rẻ rồi. Rồi, tiếp tục em qua mẫu tiếp theo. Rồi, tiếp theo em lên cho các bác một em da bóng nha. Đó, một em này thì thuộc dạng là da bóng luôn rồi. Đó, quá đẹp, quá mới các bác ơi. Da bóng nha. Đó, dòng này giống như dạng thương hiệu Zutin các bác ơi. Đó, Zutin rất là mắc tiền luôn. Đó, da bóng nha. Quá đẹp, quá mới luôn. Và bộ đế của em nó thì được thiết kế bằng một bộ đế da các bác nha. Quá xịn sò luôn. Đế cao chừng 1,5 phân 2 phân thôi. Đế này là đế thấp không có cao nha. Và bên trong của em nó thì có một lớp lót và dập logo thương hiệu bên trong đầy đủ nha. Bác nào chân 42 chân dài nha. 42 đến 425 là ok nha. Đó, rất là đẹp luôn. Và mã số chốt hàng của em này đó là H43. H43 size 42. Form này là form hơi thon thon nha. Nếu bác nào mà chân dài thì sẽ đẹp hơn là chân bề ngang nha. Rồi mã số chốt hàng của em này đó là H43 size 42. Giá 399 các bác ơi, quá rẻ quá đẹp rồi. Đó, bác nào ưng mẫu này thì alo liền cho em nha. Mẫu này khá là độc luôn. Đó, mã số chốt hàng của em này là H43 các bác nha. Rồi tiếp tục em qua mẫu tiếp theo. Rồi em lên cho các bác một em derby khá là đẹp luôn. Đó, và em này là thiết kế derby đục lỗ rất là đẹp luôn các bác. Từng đường kim mũi chỉ của em này còn khá là đẹp luôn. Mặt da láng bóng luôn các bác ơi. Còn rất là mới nha. Bộ đế của em nó được thiết kế bằng một bộ đế cao su rất là đẹp và được sản xuất tại Hàn Quốc nha. Size chuẩn của em nó là 270cm. Bác nào chân 42 thì thoải mái luôn. Bên trong của em nó thì có một lớp lót còn khá là ok các bác ơi. Quá đẹp luôn ạ. Đó, rất đẹp và sạch sẽ nha. Thông số đầy đủ luôn. Đó, size chuẩn của em này đó là size 42 ạ. Và mã số chất hàng của em này đó là H49 size 42.
em bán là 399k. Đó, quá đẹp quá mới các bác ơi. Bác nào mà ưng được mẫu nào thì alo liền cho em nha. Em sẽ chốt đơn và đi đơn sớm cho bác liền nha. Quá đẹp luôn ạ. Giá rất là rẻ và hời các bác ơi. Nhanh tay chốt liền mấy em để các mình có thể mang thay đổi các bác nha. Rồi tiếp tục em qua mẫu tiếp theo. Em lên cho các bác một em đến từ thương hiệu Rockpot. Đó, Rockpot thì các bác thường hay biết đến, đó là một dòng siêu nhẹ rồi. Dòng này mang lên chân rất là nhẹ luôn ạ. Đó, và em này thì size lớn các bác nha. Em này có size chuẩn là size 43. Đó, và size của em nó là size 43, dáng rất là đẹp luôn nè. Form trơn khá là đơn giản luôn. Bộ đế cũng hơi đế bằng nha, đế liền các bác nha. Dòng đế liền, đế xốp như thế này thì các bác đi lại thoải mái, không lo đau chân, mỏi chân nha. Tại vì dòng Rockpot đã siêu nhẹ rồi, thì các bác nào mà công việc đứng nhiều hoặc là đi lại nhiều á thì là sẽ thoải mái lắm luôn nha. Đó, rất là nhẹ. Và em này size chuẩn là size 43. Size 43. Bên trong của em nó thì có một lớp lót khá là đẹp các bác ơi. Đó, quá đẹp, quá mới luôn nha. Đến từ thương hiệu Rockpot, siêu nhẹ luôn ạ. Và em này có size chuẩn đó là size 43. Mã số chốt hàng của em này đó là H42, size 43. Em bán 399k, free ship toàn quốc cho các bác luôn. Trời ơi, quá đẹp các bác ơi. Nhanh tay chốt liền em này để mình có thể vừa đi làm vừa đi chơi luôn các bác. Rất là nhẹ luôn đấy ạ. Rồi tiếp tục em có mẫu tiếp theo cho các bác nha. Một em giày tây khá là đẹp luôn. Ôi ôi, em này rất là đẹp và mới luôn các bác, còn rất là mới nha. Em này thì size 43 các bác ơi. Màu của em nó là màu nâu đỏ, khá là đẹp ạ. Màu của em này, màu này thì lên quần rất sang các bác ơi. Size 43 đến 435 luôn đấy các bác. Bác nào chân 43 thì thoải mái luôn. Đó, và bộ đế của em nó được thiết kế bằng một bộ đế da các bác thấy không? Còn rất là đẹp, đến từ Italia này. Đó, rất là xịn sò luôn. Đó, màu nâu này, màu đỏ rất là sang luôn nha. Rất là dễ phối đồ. Bên trong của em nó thì có một lớp lót dập logo thương hiệu bên trong, là đến từ thương hiệu Ekato. Quá xịn sò luôn ạ. Và mã số chốt hàng của em này đó là H45. H45 size 43. Quá đẹp, quá rẻ các bác ơi. Đó, 399 free ship các bác ơi. Quá đẹp luôn ạ. Mã số chốt hàng của em này đó là H45 các bác nha. Size chuẩn là 43. 43 thì thoải mái luôn ạ. Rồi, tiếp tục em có mẫu tiếp theo nha. Rồi, em lên cho các bác một em giày tây công sở màu đen. Màu truyền thống của các bác mang quần tây nha. Đó, form dáng của em này thì khá là đơn giản thôi. Đó, rất là thon gọn luôn nha. Bộ đế của em nó được thiết kế bằng một bộ đế da và đã có chống trơn sẵn rồi nha. Đế cao chừng 3 phân thôi. Rất là đơn giản thôi các bác nha, không cầu kỳ. Điểm nhấn của em nó là có hai cái gờ chỗ này nè, rất là tiện lợi luôn ạ. Và size chuẩn của em đó là size 41. Size 41. Bên trong của em nó thì có một lớp lót khá là đẹp ạ. Thông số đầy đủ các bác nha. Size chuẩn của em này đó là size 41. Mã số chốt hàng là H46, size 41, giá 399k, free ship cho các bác luôn nè. Quá đẹp, quá rẻ các bác ơi. Nhanh tay chốt cho mình mấy đôi thì mình có thể mang thay đổi thường xuyên. Rất là rẻ rồi các bác nha. Mã số chốt hàng của em này là H46 các bác nha. Rồi tiếp tục em qua mẫu tiếp theo. Em lên cho các bác một em Dr. Montrap nha. Một em Montrap khá là xịn sò luôn nha. Và em này thì có size chuẩn là size 42 ạ. Size 42. Dr. Montrap quá xịn luôn. Đó, quá đẹp các bác ơi. Montrap hai khóa nha, quá xịn sò và da cũng khá là đẹp luôn. Bộ đế còn rất là mới và đến từ Made in Italy này các bác, Italy luôn. Quá đẹp luôn ạ. Bên trong của em nó thì có một lớp lót dập logo thương hiệu bên trong, quá xịn sò luôn nha. Đó, và size chuẩn của em này đó là size 42. Size 42. Mã số chốt hàng của em đó là H40 các bác nha. Trời ơi đẹp lắm luôn nha. H40. Size 42, em bán 399 các bác nha. Ôi ôi, mặt da lắng mịn lắm luôn. Quá xịn sò luôn ạ. Trời ơi, giá rất là rẻ này các bác ơi. Nhanh tay chốt liền mấy đôi để mình có thể đi làm đi chơi thoải mái luôn các bác ạ. Mã số chất hàng của em này là H40, size 42 nha các bác. Quá đẹp luôn.
tục em lại coi cho mẫu cho các bác một em giày lười cũng khá là xinh nè. Đó, em này thì thiết kế của em nó là dáng mũi hơi nhọn nha. Em này giày lười như dạng bo chun các bác ơi. Bo chun thì rất là tiện này, tại vì không phải cột dây ấy, rất là tiện lợi luôn mà nó ôm chân lắm. Đó, form dáng của em này là dáng hơi thon thon nha. Đó, em này có cái bo chun trước mặt nè, nó có thể giữ cái bàn chân của mình lúc nào nó cũng ôm nha, nó không bị rộng ra nha. Đó, form dáng rất là thon gọn luôn. Và bộ đế của em nó thì được thiết kế bằng một bộ đế da khâu và đã có chống trơn sẵn rồi các bác nha, made in Italy nè, em này được sản xuất tại Italia nha. Bộ đế cao chừng 3 phân thôi, thon gọn lắm luôn. Đó, bên trong của em nó thì có dập logo thương hiệu bên trong rất là đẹp luôn và được sản xuất tại Italia. Đó, mã số chất hàng của em này đó là H51 nha, H51 size 40, em bán 399 các bác ơi, quá đẹp quá rẻ luôn nha. Đó, nhanh tay chọn lựa cho mình những đôi ưng ý đi các bác ơi, quá đẹp và lại còn rẻ nữa nè. Rồi tiếp tục em có mẫu tiếp theo, quá đẹp các bác ơi, hôm nay em lên rất là nhiều giày size lớn các bác. Đó, em này size 43 này, màu nâu đậm khá là xinh các bác ơi. Màu nâu đậm ạ. Form dáng của em này thì khá là đơn giản thôi. Màu nâu đậm rất là đẹp luôn nha. Đó, em này thì đến từ thương hiệu Tandy và được thiết kế bằng một bộ đế xốp khá là đẹp và nhẹ nhàng nha. Đó, rất là láng mịn luôn. Đó, đế cao chừng 2 phân rưỡi 3 phân thôi. Em này được thiết kế bằng cái bo chun này các bác, mình khỏi phải cột dây ấy, rất là tiện lợi luôn nha. Bên trong có dập thương hiệu Tandy này các bác, rất là đẹp luôn. Và size chuẩn của em đó là size 43. Mã số chất hàng của em này đó là H52, size 43. Em bán 399 các bác ơi. Quá đẹp, quá rẻ luôn ạ. Rồi bác nào quan tâm và lựa được mẫu nào thì alo liền cho em nha. Rồi tiếp tục em lên cho các bác một số mẫu dây bịt nha. Ngày em mới về mấy mẫu dây bịt đẹp lắm luôn. Đó, da bò quá xịn các bác này. Đó, một em dây nịt da bò bán 3 phân rưỡi các bác nha. Khóa của em nó là khóa đồng nha. Khóa đồng và da của em nó thì nguyên tấm da này các bác, xịn sò lắm luôn. Đó, dòng này thì các bác size bụng nào cũng vừa, tại vì mình có thể cắt và mà nới chỗ này ra được nha. Rất là tiện lợi luôn. Em bán giá 270 free ship cho các bác luôn nè. Quá đẹp quá rẻ cho một em dây nịt này nha. Đó, bác nào quan tâm mẫu nào thì alo liền cho em nha. Mã dây nịt đó là mã số chất hàng của em này đó là 01 nha, 01, mã 01, giá 270k nha. Rồi tiếp tục em qua mẫu tiếp theo, em qua cho các bác một em dây bịt bản nông địa, quá đẹp không các bác. Đó, một em bản nông địa nha. Đó, rất là xịn sò luôn nè. Màu của em nó là màu xanh đen, dạng hơi hơi xanh rêu các bác. Màu lề lên quần jean quần kaki thì đúng bài rồi các bác ơi. Đó, dập hiệu ông địa nè, quá xịn luôn. Khóa của em nó là khóa đồng nha. Và các bác có thể nới ra nới vào được chỗ này nè. Đó, bụng to bụng nhỏ mình có thể cắt được nha, cắt bỏ thoải mái luôn. Đó, bán 3 phân rưỡi đục lỗ 5 nè, 5 lỗ nha. Rất là xịn sò, em này là hàng mới, hàng Thái Lan, rất là xịn sò. Và da của em nó các bác thấy không, nguyên tấm da cho các bác luôn, da rất là mềm nha. Càng xài càng mềm luôn. Rồi, bác nào quan tâm mẫu này thì alo liền cho em nhé. Dây nịt ông địa 270k miễn ship nhé. Dây nịt ông địa nhé. Rồi tiếp tục em qua mẫu tiếp theo cho các bác một em dây nịt Levi's nè, Louis Vuitton LV. Một em LV màu đen quá xịn sò các bác ơi. Đó, bán này bán lỗ nè. Đó, rất là đẹp luôn nè. Rất là tiện lợi nha. Bác nào bụng từ size quần từ 30 đến 38 là ok nha, khỏi phải bấm lỗ cắt gì hết, từ 30 đến 38 xài ok. Đó, khóa của em nó khóa đồng rất xịn sò luôn này bác, dập thương hiệu logo này rất là xịn luôn. Bán này mấy hôm nay em bán 350, hôm nay em sale cho các bác luôn 300 thôi. Đó, 300 free ship các bác ơi, màu đen nha, LV màu đen giá 300k free ship nha. Rồi tiếp tục em qua mẫu tiếp theo, em còn một màu nâu đỏ nữa các bác nè. Màu nâu đỏ cũng khá là đẹp luôn nha, cũng đều dập hiệu LV, xịn sò lắm các bác ơi. Hàng mới, hàng Thái Lan nhưng mà da đẹp lắm cho nên mà em nhập về em bán tiệm rất là chạy luôn.
Hôm nay em lên live em thanh lý cho bác ít nè. Chứ cái này có tiệm em bán 500.000 cơ, không có bán giá này đâu. Đó, rất là xịn sò luôn nha. Đó, dây hiệu LV này, LV. Đó, quá đẹp, quá mới các bác ơi. Khóa của em nó khóa đồng rất là xịn nha. Bác nào bụng từ size bao quần 30 đổ đi nha. Size quần 30 đổ đi thì mình khỏi phải bấm lỗ gì hết nha. 30 đến 38 thì ok luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Em bán giá 300k free ship cho các bác thôi nha. Mẫu này hôm em lên là 350, hôm nay sale cho các bác còn 300 free ship nha. Bác nào mà lừa được mẫu nào thì alo liền cho em nha. Đó, mã số chất hàng của em này đó là LV nâu nha. LV nâu giá 300k miễn ship nha. Rồi, em xin cảm ơn các bác rất nhiều vì đã theo dõi video của em ngày hôm nay nha. Và em sẽ hẹn các bác vào video tiếp theo của em nha.